Theo đó, trong 2 năm 2022 và 2023, tổng số giáo viên đã tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn là 517 người, trong đó 129 giáo viên mầm non đào tạo nâng chuẩn từ trung cấp lên cao đẳng hoặc đại học, 242 giáo viên tiểu học đào tạo từ trung cấp và cao đẳng lên đại học và 146 giáo viên trung học cơ sở đào tạo từ cao đẳng lên đại học. Nâng tổng số giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo trong toàn tỉnh đến nay lên 13.749 giáo viên. Với kết quả này, đến nay tỷ lệ đạt chuẩn được đào tạo của giáo viên toàn tỉnh đã tăng từ 84,77% lên 88,71% đối với bậc mầm non, từ 81,36% tăng lên 84,60% đối với bậc tiểu học và tăng từ 85 đến 49% lên 88,35% đối với bậc trung học cơ sở. Hiện nay, nguồn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức hạn hẹp. Do đó, phần lớn các giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn phải tự túc kinh phí và việc tham gia học tập nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên cũng chỉ thực hiện trong dịp hè để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của các trường học.